khi mình gội đầu hoặc là mỗi lần quét nhà thì mình thấy tóc rụng hàng búi như thế này này, sốt ruột lắm và lo lắng thực sự. Trước đây thì tóc mình cũng không phải là mỏng, nhưng sau khi mình sinh em cái heo thì mỗi khi mà mình ngủ dậy mình thấy tóc rụng trên gối rất là nhiều, và khi chơi đùa với con mà nó rứt tóc, cái sợi tóc này thì tóc đứt trên tay, mình cảm thấy rất là xót ruột. Trước đây tóc của em rất là mỏng, sơ, rối, kèm là rụng rất là nhiều. Mình cũng tìm hiểu dùng các sản phẩm khác nhưng mình thấy không đem lại hiệu quả. Nhưng kể từ khi mà bạn cùng phòng có giới thiệu sản phẩm Amla thì mình cảm thấy sử dụng rất là thoải mái. Mình đã dùng thử và mình thấy thực sự là tóc giảm rụng nhiều, hoàn toàn tự tin, tóc con mọc lên lởm chởm, tóc sẽ không rụng nhiều này, rồi là óng này, rồi mượt này. Và mình thấy rằng sản phẩm này đem đến hiệu quả rất tốt cho mình. Với tình yêu thiên nhiên sâu sắc, cùng với niềm tin tuyệt đối vào tinh hoa của các loài thảo mộc, lần đầu tiên có một sự kết hợp hoàn hảo của thảo mộc Việt Nam với công thức độc quyền của Ấn Độ. Các chuyên gia của Laco đã dày công nghiên cứu, sáng chế thành công một sản phẩm trị rụng tóc với thành phần hoàn toàn từ tự nhiên. Dầu gội ngăn rụng tóc Amla, biến điều không thể thành có thể. Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm?